cả Bông Đen đang quay trở lại với to chưa? Lúc nãy anh ném lên cho lần mặt nước rồi chơi đúng mất một con. Tắm để đây trên bờ dưới kia cơ. Nguyên nó bỏ. Cá này rất là nhiều nha, mình cũng không buồn bắt mấy mọi người ạ. Đây là cá mặt quỷ đây. Cá dọn bể nhìn quả mồm của nó này. Đấy. Như một cái đây là gì nhỉ? Hoa hậu đại dương. hoa hậu suối nha mình đấy. Này, anh ơi, cái này nó có răng như kiểu dân bể thật này. Mò được con rau phi. Bây giờ nhá, các bạn nhá, bây giờ nấu thử mấy con này. Nếu mà ngon thì ta mới bắt tiếp. Và ngày trước anh em mình đã từng nướng siêu cay con cá mặt quỷ này rồi. Bây giờ hôm nay sẽ thử một món hấp xả. Hấp xả xem nó ngon không. Mình sẽ để cả vảy tất cả nhá. Để hấp xả xem thế nào. Nếu mà ngon ấy, thì mình sẽ triển khai bắt nhiều. Nhưng mà anh em mình phải đánh chết đi chứ. Mau đệ còn bị cá dọn bể cắn đứt tay. Chọc vào luôn nhỉ. Nó bị cái vây này chọc vào này. Đấy, tại suối đấy quá thế nên là nó lên sớm. Rồi, bây giờ nhá mày đi lấy xả. Đây là mình ngủ. Anh lấy xả đi. Thử hấp xả xem nó sẽ như thế nào nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Em đi lấy nhá. Thế thối ở. Nào. Có thể mùi thế thối. Chừng nó sẽ rất là ngon đấy. Tại vì chả thấy một cái gì ngoài trứng mà nó được như thế này cả. Wow. Hơi bị sạch sẽ rồi đấy mọi người ạ. Có đi ra đánh ghi ai cười đấy mọi người ạ. Lấy cái nút giác cọ gọi là gần như bóng con cá luôn rồi. Đấy, con này khô rang luôn. Đây nhá. Mình phải rạch bóc bỏ hết những cái màng đen với lại mồm nó còn phải bóc mang miếc rồi. Ơi, con này vẫn còn mang. Anh nhìn trứng nó ngon nhỉ. Con này vẫn còn mang này. Rồi như con này nhá, giả dụ như con này nhá, hết sạch màng, hết sạch kia rồi nhá. Làm sạch xanh luôn. Nhưng mà ngon nhất vẫn là cái trứng. Mình muốn là làm sạch để thử xem là con này thực chất là có ngon không. À đâu. Còn có một con rô phi để cho vào để thử nghiệm xem là con nào ngon hơn. Đấy. Em nghĩ cái mang này. Rô phi ngon hơn anh ạ. Đây, mới cầm cái đuôi nó sang phóng xuống nước đem lên đây. Vừa bóc mang đấy. Đấy. Nhưng mà ngon nhất là với cái phần trứng đây này. Ia. Ui. Sa. Ui sợ chết ông anh ơi. Ôi. Chật đấy. Anh em mình lục mà. Ba con ơi. Không. Đất tay. Ba em. Nhìn nhiều con cá chấm đen ấy nhỉ. Cá chấm đen của gai. Bốn em. Còn đâu thì trứng của nó đâu. Năm em. Sáu em. Khả năng là sẽ hơi lâu một tí mọi người ạ. Tại vì dậy. Nói đi vào đây, đi vào đây. Ngon nhất ba buồng trứng này này. Buồng trứng ở miền Tây hay cái mỏ ấy. Rồi. Bây giờ đi tắm rồi. Bây giờ đi tắm rồi. Mày đau tay ở đây mà tra lửa nhá, tao đi tắm đây. Ok.
chín rồi đấy. À, trời ơi, anh ơi, chúng nó nổi, nổi anh nhìn như kiểu tưởng chúng nó ăn một gà ấy nhờ. Chúng nó rất là phê nhá. Chúng nó to lắm mọi người ạ. Cái hạt chúng nó to này chắc ngon lắm ấy. Biết chín chưa, trứng thường nó không, nó lâu chín hơn. Nhưng mà, ui, chưa chín hẳn nhưng mà thôi được. Trứng nó lâu chín hơn nhưng mà chỉ sợ trứng chín chín tới thì cá nó sẽ bị nhũn thịt mất. Wow, mùi xả nè, hấp dẫn đấy, mùi xả rất là thơm, mùi xả không còn chút mùi hôi nào của cá như lúc nãy nữa rồi. Bây giờ cá nó bạc 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 này mọi người ơi, nhìn này, cá nó bạc màu đi nha. Đấy, tạo hai con này anh nhỉ, rất già lại còn tạo chúng nó ấm. Wow, wow, cá mặt quỷ. Wow, ma quỷ anh em mình chén hết. Ma quỷ cũng gặp màu đại ca mút hết. Cứ ma nữ là đẹp. Wow. À, cầm được. To nhỉ, con này to dài vậy anh nhỉ. Suối lăng mình sao sao nó vơi nhiều đấy anh nhỉ. Nó để đi, lên trên này đi. À, anh em mình sẽ tìm một chỗ nào đó không bị ồn như ở chỗ đoạn suối này để cho mọi người có thể nghe rõ nhá. Chỗ này mọi người đã đủ nghe rõ chưa? Đây, anh em mình phải lên đây mới khỏi ồn mọi người ạ. Mình sẽ thử một con nhá, xem là con nào. Em phải thử mình trứng trước anh. Con nào cũng thế. Mùi nó như kiểu mùi cua ấy. Đó, đấy, đấy cho mọi người xem nhá. Đấy. Cái thịt của nó rất là nhiều, cái cá này lúc sống thì rất là khó bóc vảy này đi nhá, nhưng mà lúc chín này nguyên một cái đuôi này, toàn thịt này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Nguyên một cái đuôi toàn thịt. Ơ sống à? À đâu, sống thì làm gì bể được cái này. Không phải đâu, nó vừa chín đến đấy. Đấy. Nguyên một cái đuôi toàn thịt này rất là dễ bóc vỏ nhá. Rồi từ từ. Rồi, mình ăn thử cái quả trứng này nhá. Xem ăn ngon không? Với cả mọi người nhé. Chưa được chín lắm thì phải. Ừ. À, mời mọi người nhé. Nào ấy. Ăn nó hay lắm. Đây, dọc xương rồi, chín rồi. Trứng nó ăn như kiểu silicon ấy mọi người ạ. Ơ, thế mà... Như là trứng nhựa ấy. Éo ơi. Ừ. Thịt ăn ngon. Thử miếng thịt mà xem. Không ăn trứng đâu. Đây. Thế mà em thấy người ta hay ăn. Thử miếng thịt mà xem. Đó. Ừ. Thế mà mình thấy các bạn ở trong miền Tây cứ hay hụp xuống để moi moi ổ cá. Moi ổ trứng cá. Cá dọn bể. Mình ăn thử miếng thịt của cá dọn bể. Hấp xem thế nào. Ăn được mà. Ngon. Ngọt mà. Nhỉ? Ngọt lắm. Và mỗi tội là nó hầu hết là nó chỉ có mỗi cái đấy, toàn xương là xương. Ngọt ngọt. Tại vì người ta phải bỏ cả cái da nó đi. Đã nói đến, nhắc đến từ dọn bể là mọi người phải biết là nó như thế nào rồi đấy. Nó chuyên đi dọn những cái... Thôi không tiện nói. Nhưng mà... phải làm sạch đi vẫn ăn được. Phải làm sạch nhá, mọi người phải làm sạch. Như anh em mình, anh em mình phải đánh trà các kiểu. Đấy. Đấy. Đấy, có tí thịt này nữa thôi là hết, hết một con cá rồi. Ấy. À. Bên 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 đây. Con cháu em đi phá người ta đánh chim rồi. Đấy. Thịt nó khá là. Bên 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 bên. Ôi. Đây. Được mỗi phần này nữa thôi. À coi như là hết thịt rồi. Đấy. Hả? Nhưng mà khá là ngon đấy. Ăn một miếng. Đây, cho hẳn đây đây. 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 Đấy. 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 Con chơi, con chơi đây đây đây. Đấy. Bảo chó không thèm ăn. Nó ăn ác nè. Ngon à, ngon à. Như thế ra chứa không? Chứa. Quái cười. Được. Bây giờ mình sẽ thử cá rô phi để xem độ ngon của con nào. À, thử trứng của nó trước nè. Ngọt. Trứng nó ăn như kiểu silicone à? Silicone ấy. Ăn nhiều trứng nhựa ấy. Anh cảm giác nhiều ngậm cái hạt đạn là đạn súng nhựa ấy. Ờ. Nhưng mà rõ ràng thấy các bạn miền ở trong miền Tây mà xem cái video trong miền Tây đó, mà đi mò được trứng cá dọn bể nó to to cơ mà. À đây chưa để ra.
Nó để vào ổ, nó để vào một cái ổ ấy. Hay là nó để hay là mình cá dọn bể rất dễ bắt nha, rất dễ đấy, nó rất là lành. Làm im nó ổ. Sờ dính cái là bắt được nó, túm được cái là nhấc được nó lên, không dãy. Để thử xem nào. Người ta hay đi mò cá trứng cá dọn bể về ăn. Miền Tây hay miền Trung? Em biết thế là miền Tây là trong nước rồi. Đây mà thằng Duy bóp nó bảo ngon lắm anh ạ. Ăn chả cá thì cao su. Xạo 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 xạo. Ăn nó cứ sạt sạt buồn cười lắm. Không có một cái vị gì luôn ấy. Thật thề luôn. Nhiều nhá nhựa ấy mọi người ạ. Cái thịt nó còn có độ ngọt, độ thơm. Chứ còn cái này cái mình nó thật là chẳng như cho mình đã vứt bỏ. Em không ăn được cái đấy đâu. Đây, xem cháu ăn không nhá. Bim 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 sao đây. Bim bim. À. Đây đây, đi im xem cháu ăn không. Đây đây, đừng cho nó ăn kia. Đây đây đây. Đấy, anh gọi bim, nó bim. Nó không ăn đâu. À. Ăn thì phải trả ra đây cho nó ăn. Cứ vừa ăn vừa níu vừa giữ. À. Không đi ăn luôn rồi. Nó vẫn ăn mọi người ạ. Ừ. Wow. Nhưng mà tốt nhất là em ăn cá rô phi. Thực chất ấy, là cái món này á, toàn xương này, toàn xương với da này. Thực chất cái món này đáng nghe ra phải bỏ được da nó lúc còn sống. Đấy. Lột da xong chỗ này á, chỉ được chỗ này thôi. Còn chỗ này chỉ có một tí thịt dính da thôi, cho chó nó ăn. Đâu? À sao? Quên. Bin. Quên. Quên. À? Nếu mà lúc mà nó mà sống ấy mà bóc được vỏ như thế này ấy, mà nướng lên ấy thì tuyệt vời ông mặt trời, ngon. Nhưng mà thôi nói chung là có cái gì bây giờ có khó khăn như ngày xưa đâu mà. Ngày xưa mà có con cá rợn bể mà ăn ngon lắm ấy. Ngày xưa cái gì? Ông đừng kinh đi ạ. Anh giữ ngày mai mà anh nhìn tới không? Có phải chém cả da. Trước à không phải trước mà bây giờ ở chỗ mình ạ. À, cứ mỗi lần nước lũ bên kia lên ấy, người ta nhiều cá lắm. Cá nó dọn bể nó bò lên bờ nó chết nó thối bên kia. Đa số là người ta phải nhặt về để làm gì mọi người biết không? Để làm phân. Chắc là người ta làm phân. Người ta ủ à, người ta sẽ ném vào cái gốc cây bưởi để cho nó tự phân hủy làm phân. Ai xả. Ai chứ thì nó tốn đấy nhỉ. Tốn phân nhỉ. Nó tốn. Nào. Tưởng miếng cá rô phi nào. Rô giòn. Ăn rô giòn là ngọt nhất. Rô phi ngon hơn mọi người ạ. Chiều ra đây luôn. Hóng mát xuống nhỉ. Dầm không ạ. Quyết định thưởng hẳn cho em Bim một con. Tại vì ăn cái con này nó cả khi mà để cả đấy như thế này nó cứ nhớt nhớt ấy mọi người ạ. Đáng nhẽ ra phải lọc được cái thịt nó ra như thế này xong ướp siêu cay nướng thì nó dai, cái thịt nó chắc lắm. Đúng rồi. Cái thịt của cá rợn bể này khá là chắc. Nó nhé, hơi ngọt ngọt nhưng mà ăn lâu một tí thì anh cảm giác có cái mùi gọi là hơi. Nó không có tí mùi hôi nào. Hơi thum thủm. Thế là thum thủm này chỉ có hấp này nó mới thum thủm này thôi. Không, nướng nó khác. Nướng là vỏ nó khác đấy. Nhưng mà Bin đây. Bin. Đấy không phải ăn kia nữa. Ăn cả con này cho sướng này. Tội gì phải ăn đầu ăn đấy. Ngon không? Chén. Đúng rồi. Làm luôn. Tí nữa đi săn chuột cho tài. Đấy. Con này khôn. Cắt ra ngoài ăn đi. Ngại đi. Cá rô phi ấy, nếu mà để mà cá rô phi nấu canh hoặc là gì nhỉ? Là nấu canh hoặc hấp ấy thì cái con mắt của cá rô phi trắng ra cái là sẽ chín. Đấy bọn nó về hết rồi. Ăn cá rô bể không? Bọn nó chê. Chắc là bọn nó nhìn thấy kinh dị. Ở đây hôm nào cũng thế. Anh em mình ra tắm là rất đông bọn trẻ con ra tắm. Bọn nó bắt được một đống cá rô bể để bên kia anh ơi. Mà bọn nó không mang về đâu. Mang về làm gì? Hãy anh em mình sang bắt về làm phân này. Cũng được. Tao đang định bảo là trồng cho cái sim nhà anh ấy cho nó nhanh ra quả. Chim nó chín mọng. Chim chín. Mày thấy cây chết bao giờ ra quả không?
nhỏ ạ. Bạn đại ca à, mua được một cái sim to, có một cái nồi này, hai thân liền. Năm thân. Năm thân á? Nhưng mà chết toi rồi. Nhưng mà nó bây giờ thành củi. Hay là tí nó lên. Phải không? Mới chiều ra xỉn nước xỉn nước. Hay là tí lên nhặt cá con bể của nó xong rồi lọc thịt ra nhỉ? Xào, lọc. Lọc riêng thịt ra. Sao á? Nhưng mà rất tiếc là khi con cá dọn bể nó sống ấy thì không thể lọc được thịt ra, thịt với da ra, da toàn thể. Hầu như là nó cứng quá, nó khó lọc lắm. Khó. Mình sẽ nghĩ ra một món gì đấy đặc biệt với cá dọn bể. Ngon và ngọt. Ngọt. Chứ kiểu này là ăn không ngon lắm. Ăn được nhưng mà nó có nhớt. Nó, mình vẫn cảm giác nó ghê tại vì mình để cả con nó ghê ghê, khả năng là phải làm sao rồi ăn không ấy cũng được đấy, nhưng mà hơi hôm nào nhé chưa chuẩn bị kỹ bọn này nhé, đi câu chuyên nghiệp vào anh em mình phải câu được con nào hoặc là bắt được con nào gác lên gác bếp ấy rồi cho nó cảm giác gọi là bị đầy đủ à. Không vừa đâu, phải cho không, phải cho con kiến cắn nó không, xong rồi bắt đầu lôi lên các bếp cá dọn bể hun khói. Thế thì em được không? Được quá được. Cá dọn bể hun khói mọi người ạ. Cái khói nó sẽ át bỏ cái mùi hôi của con cá này và thứ hai nữa là cái độ khô của bếp với khói ấy, thì nó sẽ lấy hết. Nó sẽ hút bỏ hết những cái nhớt với cái nước của con cá này. Cái nhớt nó sẽ không đấy nữa. Mà nó sẽ bong cái phần thịt ra. Mà trong lúc đấy nhá, cái phần thịt đấy ấy, thì nó lại teo lại, nó chắc đấy. Anh em mình sẽ bóc nó ra và đem xào. Ôi tuyệt vời, chuẩn. Mình nghĩ là sẽ ok đấy. Hôm nào chắc chắn là sẽ được, sẽ ok đấy, quả đấy ạ. Nhưng mà ấy nó về rồi. Kêu nó ngon. Tí nữa con nó đi qua kêu nó ăn hết chim ấy. Học chưa? Anh ấy đấm vào ngực cả nó nôn ra. Cho em đấm à?